Hello, chào các anh em, rất lâu rồi mới được gặp lại mọi người và đây là cái lý do tại sao mình không thể nào ra được một video nào cả. Rất là mất thời gian và công sức của mình. Đó, nhưng mà hình như còn thiếu một cái gì đấy, để xem nào. Đó, bây giờ mới được đúng bài chứ. Quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm mới ra mắt của nhà Montblanc. Nó có tên là Ultra Blue. Mình sẽ chia sẻ đến các anh em những điểm mình cảm thấy tốt và chưa tốt về mùi hương này và cái kết luận của mình là cũng cần thiết phải sở hữu chai nước hoa này hay không. Và trước khi vào chủ đề chính này thì mình xin được các anh em mọi người giữ gìn sức khỏe trong cái mùa dịch đang rất là căng đòn, căng đét này luôn này, và hy vọng là mọi điều sẽ sớm trở lại bình thường. Ok, cùng giờ chúng ta cùng đến với cảm nhận về mùi hương Montblanc Ultra Blue. Ok, let's go. Trước tiên chúng ta hãy cùng nói qua về mùi hương của Montblanc Ultra Blue. Có thể nói rằng nó mang một phong cách rất là đặc trưng của các chai nước hoa theo phong cách blue, một cái mùi hương của biển cả, của dễ chịu, của dễ ngửi và rất là đa dụng. Thì Montblanc cũng không là ngoại lệ với cái sự kết hợp có thể gọi là không phải là mới mẻ, cũng khá là cũ rồi. Một chút citrus, một chút long diên hương và một chút hương nước biển mix và tạo nên một cái mùi hương nhẹ nhàng, đa dụng, hợp với số đông, ai dùng cũng được, không phân biệt giới độ tuổi, có thể dùng vào mọi hoàn cảnh đó. Thì đấy là những cái nét đặc trưng có thể gọi là rất là tiêu biểu của những chai nước hoa thường theo một cái phong cách blue, và Ultra Blue cũng không phải là ngoại lệ. Nếu như các anh em có nghĩa rằng là cần hy vọng rằng đây là cái mùi hương nó có một cái gì đấy nó độc đáo, nó khác lạ, thì đây không phải là một dạng kiểu như thế, mà đây là dễ dùng, hướng cho số đông và đa dụng đó. Đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của Montblanc Ultra Blue. Còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái điểm tốt về chai nước hoa này. Điều đầu tiên mình thấy ok ở chai nước hoa này đó là nếu như các anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương sử dụng tốt trong phạm vi không gian hẹp, đó là cái gì? Đó là tỏa nhẹ nhàng, vừa đủ, không quá đồng, và cái thứ hai là quan trọng nhất, đó là không gây khó chịu cho mọi người. Mình biết rằng rất là nhiều các anh em rất là muốn sử dụng nước hoa khi mà đi làm. Thế nhưng ví dụ như nhiều khi ở chỗ chúng ta làm ấy, là mọi người không quá thích sử dụng nước hoa đó, và điều đó làm ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta sử dụng. Bởi vì phải chọn một cái mùi hương làm sao mà nó làm cho mình cảm thấy sạch sẽ cả ngày, và cái nữa đó là không gây khó chịu cho mọi người. Thực tế thì cũng không phải là mọi chai nước hoa đều có thể đảm bảo được cái mục tiêu đó. Nhưng với Montblanc Ultra Blue thì các anh em có thể mình nghĩ rằng đến 90% là chúng ta có thể sử dụng được. Với cái phong cách bám tỏa mùi giống như phiên bản đầu tiên của nó, đó là Explorer. Rất là nhiều người đã nghĩ rằng Explorer bám kém, tỏa kém, thế nhưng mà không phải. Với cái kinh nghiệm của mình khi mà sử dụng thì mình cảm giác rằng Explorer hoặc cả Ultra Blue nó giống như kiểu là chúng ta khi mà chúng ta di chuyển đó, cái mùi hương nó cứ thoang thoảng, nó bám theo chúng ta. Nó có nghĩa là đôi khi chúng ta cảm thấy có, đôi khi chúng ta gần như không cảm thấy gì. Nó đại khái là nó một kiểu dạng như thế. Và trong cái môi trường không gian hẹp, mình nghĩ rằng xịt Ultra Blue nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa sạch sẽ, và chắc chắn rằng nó sẽ không gây khó chịu cho mọi người. Và đấy là cái điều đầu tiên mình thấy thích ở chai nước hoa này. Điều thứ hai, đó là mặc dù là một chai sử dụng cho mùa hè về mặt lý thuyết, nhưng mà thực tế qua mình sử dụng thì mùi hương của chai nước hoa này nó không hợp để sử dụng trong những ngày nắng nóng gay gắt. Với cái kiểu dạng mùi hương này mà xịt vào những ngày nắng nóng gay gắt thì chỉ cần 2 tiếng thôi là bay màu, gần như là không còn hiện hữu. Thế nhưng trong một cái điều kiện thời tiết mà mình không biết ở trong miền Nam nó có hay không, nhưng ở ngoài Bắc này có những cái ngày ấy, mà cái độ ẩm của nó rất là cao và chúng ta sẽ cảm thấy rất là oi. Oi mà nóng, nắng thì ít thôi, thế nhưng cái độ ẩm của nó rất là cao và chúng ta cảm thấy rất là khó chịu trong người. Thì cái chai nước hoa nào, mùi hương nào nó hợp với cái điều kiện thời tiết như thế thì lại là Ultra Blue. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng mùi hương mùa hè là chai nào mục đích sử dụng cũng giống như chai nào. Nói ví dụ như Nautica Voyage đó, trong cái điều kiện ví dụ khoảng 30 độ, trong mùa hè 30 độ, thế nhưng xịt chai nước hoa đấy
nó chỉ là một con số không, mùi rất là tầm thường. Thế nhưng chúng ta hãy thử vào những ngày ví dụ 36 độ, rất là nắng nóng cùng cực luôn ấy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được rất rất nhiều lời khen ngợi khi mà xịt Nautica. Và với Ultra Blue thì lại ngược lại, nó không phải là để dùng cho những ngày nóng nóng cùng cực như thế, bởi vì với một cái mùi hương mỏng manh thoang thoảng của nó mà chúng ta xịt những ngày nắng nóng như thế thì nó quất cho ba quất là bay màu. Nhưng xịt vào những cái ngày mà độ ẩm cao, chúng ta cảm thấy rất nồng, chúng ta cảm thấy người cũng làm kiểu dính dính ấy, thì sản phẩm của nhóm Bông Blanc này lại rất là thú vị. Bởi vì mình không biết phải nói thế nào, nhưng khi mà mình thực tế mình xịt mình cảm thấy rằng nó rất rất, nó gây cho mình một cảm giác rất rất, rất là dễ chịu. Vì thực tế trong một cái điều kiện thời tiết như thế thì bản thân là mọi người cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Nhưng khi mà mình xịt Bông Blanc thì cả ngày mình, cả ngày thì hơi nó phét, thế nhưng khoảng từ 7 đến 8 tiếng đôi khi nó tỏa ra thoang thoảng cái mùi thơm ngọt nhẹ của Ultra Blue, mình cảm thấy rất là ok. Do vậy đây là một cái điểm mình cảm thấy rất là tốt của trái hoa này. Điều thứ ba và cũng là điểm cuối cùng mình cảm thấy ok, đó là đây là một, chắc chắn mình nghĩ rằng đây là một trong những sự lựa chọn rất là tốt cho các anh em nào thích dùng khi mà đi thể thao, ví dụ như đi tập gym hoặc là đi chạy hoặc là một cái gì đấy đại khái liên quan đến vận động mạnh. Thì chúng ta thích cái mùi hương nào mà nó nhẹ nhàng, đôi khi gọi là để tập xong ấy mà cái mùi hương của nó bám lại để chúng ta không cảm thấy là mùi của cơ thể mình nó gây khó chịu cho mọi người, thì Ultra Blue sẽ là một cái sự lựa chọn rất rất là thú vị. Tổng quan lại ba điểm mình cảm thấy tốt trái nước hoa này, đó là rất là ok sử dụng trong môi trường không gian hẹp, sử dụng tốt, đặc biệt phát huy thế mạnh của nó trong những ngày oi nhé, chứ không phải nắng nóng, trong những ngày oi ả. Và cái thứ ba đó là nó hợp ví dụ như trong tập gym, tập thể thao, vận động mạnh thì chúng ta cần một cái mùi hương nào để nó sạch sẽ cho cơ thể mình, thì Ultra Blue sẽ rất là thích hợp. Đây là ba điểm mình cảm thấy ổn ở chai nước hoa này. Còn điểm mình cảm thấy không thích ở chai nước hoa này đó là mùi hương của nó nói chung là nó hơi đơn giản và cũ. Thực tế mà nói thì có rất rất nhiều khi mà thậm chí là khi mà chúng ta xịt mùi hương này, chúng ta sẽ cảm thấy ở nó có rất rất nhiều chai nước hoa đã ra mắt trước. Light Blue, Bulgari, vân vân. Có nghĩa là mỗi một chai nước hoa chúng ta sẽ cảm thấy nó có một cái nét gì đó nó na ná như chai nước hoa này, và đấy là cái điểm mà mình cảm thấy là không thích. Có nghĩa là nó không có một cái gì đấy nó mới mẻ, và mùi hương thì nó thật là cũng đơn giản, không có một cái gì đấy nó quá là ấn tượng. Và nữa đó là phản ứng của các chị em khi mà ngửi mùi hương này cũng không phải là quá là xuất sắc. Khi mà mình xịt và mình ngửi thì có một vài nhận xét. Đầu tiên đó là mùi khi mà mới xịt mùi hoa này hơi thiên về nữ, đó là mọi người cảm nhận. Đấy là điều đầu tiên. Và điều thứ hai, sau đó khoảng 40 phút thì mình có hỏi là thấy mùi này như thế nào, thì nhận xét rằng cũng được, có người cũng dễ chịu đó. Thì có nghĩa rằng nếu mà để chúng ta muốn xịt và nhận được một cái ấn tượng mạnh hoặc là một cái lời khen ngợi ở Ultra Blue thì mình nghĩ rằng sẽ là hơi khó, nó chỉ ở mức an toàn và tệ, chứ để mà điểm cộng rất là cao thì mình nghĩ rằng hơi khó. Và lấy điểm mình không thích ở chai nước hoa này, tổng quan lại có cần thiết phải sở hữu chai nước hoa này hay không, mình nghĩ rằng nó sẽ tùy theo cái nhu cầu của các anh em muốn sử dụng. Vì ví dụ như rất là nhiều các anh em đam mê thể thao chẳng hạn, và các anh em ví dụ đi làm, rất là nhiều các anh em rất là muốn xịt nước hoa, nhưng mà muốn chọn một cái mùi nào nó thực sự là nó nhẹ nhàng, nó không gây khó chịu cho mọi người. Đó, ý rằng là nó
phụ thuộc vào cái mục đích mà các anh em muốn sử dụng. Nếu như ví dụ như ở hai mục đích mình vừa list ra cho các anh em, thì thực sự rằng mình nghĩ rằng Ultra Blue rất đáng để chúng ta mua. Còn lại, nếu mà chúng ta muốn một cái mùi hương nó theo một cái mục đích bình thường, hàng ngày, sử dụng hàng ngày như bình thường, thì đây không phải là một chai nước hoa mà chúng ta cần thiết phải sở hữu. Còn lại, mình nghĩ rằng chỉ cần như thế thôi. Có là nếu mà theo mục đích thì rất là đáng để mua. Còn nếu mà không, theo một cái nhu cầu sử dụng hàng ngày bình thường, không có một cái option đặc biệt, thì không cần thiết sở hữu chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em review về mùi hương của Montblanc Ultra Blue. Mình rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi video. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video và giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.